Chào các em, thầy là Vi Trường Giang, giáo viên trường Trung học phổ thông Hoàng Long. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào tiết 32 phẩy, đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, tiết 2. Ở tiết trước thì chúng ta đã nghiên cứu về các vấn đề, đó là định nghĩa đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, định lý dùng để chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, đó là đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong mặt phẳng thì nó vuông góc với mặt phẳng đó. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo. Trước tiên, để ôn lại lý thuyết phần trước, chúng ta đi vào một số câu hỏi trắc nghiệm. Câu hỏi thứ nhất, trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề sai? Mệnh đề A, nếu một đường thẳng vuông góc với hai cạnh của một tam giác thì nó vuông góc với cạnh còn lại của tam giác đó. Mệnh đề B, nếu một đường thẳng vuông góc với hai cạnh của một tứ giác rồi thì nó vuông góc với hai cạnh còn lại của tứ giác đó. Mệnh đề C, nếu một đường thẳng vuông góc với hai đường chéo của một tứ giác rồi thì nó vuông góc với tất cả các cạnh của tứ giác đó. Mệnh đề D, nếu một đường thẳng vuông góc với hai cạnh liên tiếp của một ngũ giác thì nó vuông góc với ba cạnh còn lại của ngũ giác đó. Ở câu hỏi này, chúng ta sẽ vận dụng trực tiếp định lý đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong mặt phẳng thì sẽ vuông góc với mặt phẳng chứa hai đường thẳng đó. Vậy mệnh đề sai ở đây là mệnh đề B. Do đó, đáp án đúng là đáp án B. Thế đây ví dụ như trên hình vẽ. Đó là hình bình ảnh là một tứ giác rồi ABCD. Có đường thẳng vuông góc với cả hai cạnh AB và CD. Nhưng trong trường hợp này, các em nhìn thấy rằng nó không vuông góc với mặt phẳng ABCD và nó không vuông góc với hai cạnh còn lại, đó là cạnh AD và cạnh BC. Chúng ta vào tiếp câu hỏi số 2. Cho hình chóp SABC có AS, AC, AB vuông góc với nhau từng đôi một. Yêu cầu xét tính đúng sai của các khẳng định sau. Khẳng định A, SA vuông góc với mặt phẳng ABC. Khẳng định B, SC vuông góc với mặt phẳng SAB. Và khẳng định C, SA vuông góc với BC. Khẳng định D, AB vuông góc với SC. Em theo dõi trên hình vẽ để chúng ta biết được tính đúng sai của các mệnh đề này. Như vậy, đề bài cho ba cạnh AS, AB, AC đôi một vuông góc. Vậy ta sẽ có SA vuông góc với AB, SA vuông góc với AC. Do đó, SA sẽ vuông góc với mặt phẳng ABC. Vậy khẳng định A là khẳng định đúng. Ở khẳng định B, SC vuông góc với mặt phẳng SAB. Điều này có nghĩa là SC sẽ vuông góc với SA, mà ta lại có AC vuông góc với SA rồi. Vậy qua C có hai đường thẳng vuông góc với SA. Điều đó là vô lý. Do đó, khẳng định B là khẳng định sai. Ở khẳng định C, ta đã có SA vuông góc với mặt phẳng ABC.
Do đó, SA vuông góc với BC. Vậy, khẳng định C là khẳng định đúng. Ở khẳng định D, ta có AB vuông góc với SA, AB vuông góc với AC. Do đó, AB sẽ vuông góc với SC. Do vậy, khẳng định D là khẳng định đúng. Trên đây là hai câu hỏi trắc nghiệm để chúng ta ôn lại lý thuyết những phần trước chúng ta đã học. Chúng ta đi vào bài ngày hôm nay. Ta vào phần 3 là 3, tính chất. Đặt vấn đề như sau. Có bao nhiêu mặt phẳng đi qua một điểm O và vuông góc với một đường thẳng D cho trước? Thì ở đây cho đường thẳng D và một điểm O bất kỳ. Chúng ta chỉ xác định được duy nhất một mặt phẳng alpha đi qua O và vuông góc với D. Chính vì vậy, chúng ta sẽ có tính chất thứ nhất. Đó là có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước. Đặc biệt, khi ta chọn D đi qua AB và Y là trung điểm của AB, thì ta cũng sẽ có duy nhất một mặt phẳng đi qua Y và vuông góc với AB. Mặt phẳng đó được gọi là mặt phẳng trung trực của AB. Vậy mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB sẽ là mặt phẳng đi qua trung điểm Y của đoạn thẳng AB và vuông góc với đoạn thẳng AB đó. Mặt phẳng này có tính chất gì? Với mỗi điểm M nằm trên mặt phẳng alpha là mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB, thì điểm M này sẽ cách đều hai điểm A và B, nghĩa là MA sẽ phải bằng MB. Và đặc biệt, M là điểm đặc biệt, nó sẽ trùng với trung điểm Y của đoạn thẳng AB. Chúng ta đi vào tính chất số 2. Tương tự như tính chất số 1, thì ở tính chất số 2, cho mặt phẳng alpha và một điểm O bất kỳ, thì khi đó sẽ có duy nhất một đường thẳng đi qua O và vuông góc với alpha. Cụ thể, tính chất này được phát biểu như sau. Có duy nhất một đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một mặt phẳng cho trước. Đó là nội dung của tính chất số 2. Như vậy, vừa rồi chúng ta đã nghiên cứu về hai tính chất. Tiếp theo, chúng ta sang phần 4 là bạn. Liên hệ giữa quan hệ song song và quan hệ vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng. Ta vào tính chất 1. Ở đây, quan sát trên hình vẽ, các em thấy rằng A và B là hai đường thẳng song song và chúng cùng vuông góc với mặt phẳng alpha. Khi đó, nội dung của tính chất này được phát biểu như sau. Cho hai đường thẳng song song, mặt phẳng nào vuông góc với đường thẳng này thì cũng vuông góc với đường thẳng kia. Có nghĩa là gì? Mặt phẳng alpha vuông góc với đường thẳng A thì
nó cũng sẽ phải vuông góc với đường thẳng B. Và ngược lại, nếu mặt phẳng alpha vuông góc với đường thẳng B thì nó cũng sẽ phải vuông góc với đường thẳng A. Ngoài ra, tính chất này còn được phát biểu theo cách khác. Đó là hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau. Ví dụ trên hình vẽ, các em nhìn thấy rằng hai đường thẳng AB là hai đường thẳng phân biệt và chúng cùng vuông góc với mặt phẳng alpha. Thì lúc này chúng sẽ phải song song với nhau. Đó là nội dung của tính chất thứ nhất. Tiếp tục, chúng ta đi vào tính chất số 2. Tính chất số 2 tương tự như tính chất số 1, nhưng lúc này là không phải là hai đường thẳng song song, mà nhìn trên hình vẽ các em thấy rằng nó là hai mặt phẳng song song alpha và beta. Đường thẳng A sẽ vuông góc với hai mặt phẳng alpha và beta này. Thì cũng giống như tính chất số 1, tính chất số 2 cũng sẽ có hai ý như sau. Ý thứ nhất, cho hai mặt phẳng song song, đường thẳng nào vuông góc với mặt phẳng này thì cũng vuông góc với mặt phẳng kia. Ví dụ trên hình vẽ, đường thẳng A vuông góc với alpha thì cũng vuông góc với beta. Và ngược lại, nếu A vuông góc với beta thì A cũng vuông góc với alpha. Và ý thứ hai của tính chất hai phát biểu như sau. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì sẽ song song với nhau. Cụ thể hai mặt phẳng alpha và beta là hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng A. Thì lúc này chúng sẽ song song với nhau. Tiếp theo, chúng ta đi vào tính chất số 3. Ở tính chất số 1, tính chất số 2, chúng ta thấy rằng nó liên quan đến đó là hai đường thẳng song song với nhau hoặc hai mặt phẳng song song với nhau. Còn ở tính chất số 3 này, nhìn lên hình vẽ, chúng ta thấy rằng đường thẳng A song song với mặt phẳng. Như vậy, nó sẽ liên quan đến đó là đường thẳng và mặt phẳng song song. Quan sát trên hình vẽ, ta thấy rằng đường thẳng A song song với mặt phẳng P, đường thẳng B vuông góc với đường thẳng A và đường thẳng B vuông góc với mặt phẳng P. Vậy khi đó chúng ta có tính chất gì? Nội dung của tính chất số 3 gồm hai ý như sau. Thứ nhất, cho đường thẳng A và mặt phẳng P song song với nhau. Đường thẳng nào vuông góc với P thì cũng vuông góc với A. Để ý trên hình vẽ, ta thấy rằng nếu như đường thẳng B vuông góc với mặt phẳng P thì đường thẳng B cũng vuông góc với đường thẳng A. Nhưng điều ngược lại chưa chắc là đúng. Đó là nếu đường thẳng B vuông góc với A thì B chưa chắc đã vuông góc với mặt phẳng P. Ý thứ hai của tính chất 3. Nếu một đường thẳng và một mặt phẳng không chứa đường thẳng đó cùng vuông góc với một đường thẳng khác thì chúng song song với nhau. Cụ thể trên hình vẽ, nếu đường thẳng A và mặt phẳng P cùng vuông góc với đường thẳng B
và đường thẳng A không nằm trên mặt phẳng P thì đường thẳng A sẽ vuông góc. Thì đường thẳng A và mặt phẳng P sẽ song song với nhau. Trên đây là ba tính chất về mối liên hệ giữa quan hệ song song và quan hệ vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng. Sau đây, chúng ta sẽ đi xét ví dụ như sau. Cho hai đường thẳng A và B song song với nhau. Một đường thẳng D vuông góc với A và B. Khi đó, đường thẳng D có vuông góc với mặt phẳng xác định bởi hai đường thẳng song song A và B không? Ở chương 2, chúng ta đã biết rằng qua hai đường thẳng song song thì chúng ta hoàn toàn xác định được một mặt phẳng. Vậy ở đây, mặt phẳng alpha là mặt phẳng chứa hai đường thẳng A và B song song với nhau. Khi đó có một đường thẳng D vuông góc với cả A và B. Vậy có thể kết luận là đường thẳng D vuông góc với alpha được hay không? Chúng ta nhớ lại định lý về đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, hay nói cách khác rằng đó là điều kiện để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng là nó vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong mặt phẳng. Do đó hai cái đường thẳng này nó song song, không nằm trong nội dung của định lý đó. Và chúng ta kết luận rằng chúng ta kết luận rằng đường thẳng D chưa chắc đã vuông góc với mặt phẳng alpha. Cụ thể ở ví dụ như sau. Ví dụ trên hình vẽ, đường thẳng D là đường thẳng vừa vuông góc với A và B. Và trường hợp này đó là D, A, B cùng thuộc mặt phẳng alpha mà A song song với B, D vuông góc với A, D vuông góc với B nhưng D nằm trong alpha chứ D không vuông góc với alpha. Trên đây là toàn bộ phần lý thuyết, phần tính chất và mối quan hệ giữa quan hệ song song với quan hệ vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng. Về nhà, các em học tập kỹ lý thuyết để chuẩn bị cho các bài sau. Chúc các em học tập tốt. Hẹn gặp lại các em ở các video sau. Chào các em.